Ủa Thái, chín đen lưới luôn. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Nghĩa ở bè cả nhà ơi, không có đi săn bắt. Mấy bữa nay nước nó bắt đầu lửng rồi. Nãy giờ thì Nghĩa mới vớt rác xong, vớt ba cái rác ở trong mấy cái khuôn cho cá ăn này. Vớt ra xong mình mới đổ thức ăn mình cho cá ăn được. Trong thời gian đó thì Nghĩa có thả một cái tay lưới ở bên hông này, lấy lưới ra thả kiếm cá út ăn cả nhà. Vậy thả xong có một khúc à, mình thả tới ngay đây thôi, giờ mình cột lại vậy, Nghĩa thòng cho nó hơi sâu sâu xuống á, chứ thả dài quá ở dưới đây nó có mấy cái cừ á, cái cừ để mình cố định cái bè mình nè. Mình thả dài quá thì nó sẽ bị quấn vô đó kéo lên hư lưới hết. Ngày cha mới đổ xuống mà nó chưa lên ăn. Ở đây Nghĩa có mớ xà bần nè cả nhà. Cái này gồm có ruốc tôm nhỏ này kia. Giờ Nghĩa sẽ rắc dài dài theo đây nè, ăn dụ cho cá út nó lên ha. Cá út nó cũng nghe mùi này nó cũng lên nữa. Chứ giờ cho ăn là nó hay đu rồi. Ủa dài dài đi. Gọi là thả thính. Mấy cái đồ này sáng đóng đáy á, còn dư nữa. Trời ơi, ống sạn nguyên cái thau. Lại lấy cái này mình đựng mới đủ cá đựng nha mẹ ơi. Hay nữa. Em chắc cú luôn. Giờ mình thăm nha chứ mình không kéo nha. Để lưới luôn chút xíu nữa mình thăm giác nữa. Nước đang yên nè. Ủa. Chút chân lớn rồi. Ê, vậy anh lại đầu kia anh kéo lại. Kéo lên luôn em ơi. Lớn rồi. Lại đầu kia kéo lại mới được. Anh xách cái thau đi. Giờ anh mở cái đó. Xong đứng đây phăng lên luôn. Cầm mấy anh ấy nha. Lấy cái thau coi, có cá kìa. Một con. Chút mini. Chút trầu. Một miếng nước. Trời ơi, phóng. Được một con bự cả nha. Ra phải kênh này chứ. Cái này không mà ngon rồi trời. Tự nó đâm nó luôn rồi thấy không nè. Ừ. Gai của nó bén quá trời bén. Chịu nhau đấy. Ôi dồi nó ú. Út vàng. Ừ. Tụt luôn cái này. Thôi nhỏ cho nữa nè. Ôi, ôi quyến một chùm luôn. Đã con bự luôn. Đã cả nhà. Ừ, quyến một chùm luôn cả nhà. À, con bự luôn. Trời ơi, cái ốc này mới mê nè. Ngon rồi, chín tôm luôn nè. Đủ nồi canh chua rồi. Ừ. Anh chút nước lớn anh dầm đi anh. Kiếm nước tích. Lớn có rác. Tím tinh tích. Nước lớn rác không ạ? À? Nước này có tinh tích chạy rồi đó. Hai tay anh mà anh dầm kiếm tinh tích là ngon lắm. Nghe bè mà. Ta thả mười mấy tay rồi, có hai tay. Hai tay thì ta ăn con. Ăn con thì hai lạng. Hay nữa. Làm rồi tới ngày cứ nghỉ bi quan không sao làm được. Quơ một cái nhánh cây mình làm mình phải nghĩ là mình có đồ mình mới làm chứ. Nước rồng rác không à. Trời ơi. Ừ. Hết rồi hả? Rồi đã cả nha. Không có, ý là cục đó ba con anh gỡ hết à. Ừ, ba con. Ê, mini nữa. Mini nữa.
cho chị thả trong thả cực hơn. Thả có khúc lưới à, kéo không đã. Cái này giờ ngày mai anh tháo cái bè anh dời lên trước luôn. Thả hết bè đúng không? Ừ, thả hết luôn. Bao, anh bao dây nó lấy hai tay lưới anh bao dây nữa không? Bên kia anh đai, bên đây anh đai. Wow. Mấy con? Hai con. Mấy con. Đang thất nghiệp thì xuống đây nha, cá nhiều lắm, tha hồ bắt luôn. Chị nói nước này nước kia không hay quá. Xuống hiện đây đổi về đổ thừa đi. Hai hôm nay ông xuống đây cũng làm không được gì cả nhà. Ngày xong nước cũng phải có cái duyên mới làm được chứ bộ. Hôm nay anh mua hai tay lưới 4 triệu anh lấy lại vốn chưa? Đấy. Anh thả mấy con cá út à? Lấy cái anh đem vô. Trời ơi. Ông nói ông mua có ăn hoài luôn hay á. Ông nói ông mua 4 triệu mà giống ông mua 400 ngàn quá cả nhà. Đấy, hết rồi. Cái gì? Hết rồi. Để lát làm thả giác nữa. Là sao? Thì nó có khúc lưới gì đó. Dính đựng khúc gì nè. Chứ đâu có thả hết tay đâu. Được mấy con? 2, 4, 6, 8 con. 8 con, út bự không cả nhà. Rồi, tính ra ngon hơn câu giò ha. Ừ, được út. Đó, anh thả lưới giò cho em coi. Giờ không chơi câu giò nữa mà chơi lưới giò nha. Ủa sao, nãy cá không trắng không vậy? Quá trời cá, đói rớt. Rớt đâu không phải rớt. Quá trời cá luôn cả nhà ơi, mà ngâm nãy giờ lâu quá nó bị bê ngược lại rồi. Trời ơi. Chín đen. Ờ Thái. Chín đen lưới luôn. Hết nói nè. Băng lên đây, cứ băng thẳng lên đây. Khoan thẳng lên đi, giờ ở đây gỡ lại từ từ. Gom đi, cứ gom đi. Gom đi anh hai gỡ. Để gỡ từ từ chứ gì sao gỡ nổi. Trời ơi, mấy ký luôn. Hết nói chậm. Gom để cho nó thẳng ở đây nè, biết không? Rồi hết rồi. Ừ, dịnh đi. Ừ, giờ dịnh. Rồi, rồi, dịnh đi, dịnh đi. Dính đúng bầy này luôn cả nha. Vô neo luôn. Hồi nãy dạ, dính neo. Trời ơi quá trời. Ờ cột lại đó đi. Rồi đi vô đi. Hết nói chừng này rồi. Nãy giờ nghe mất một chuyện. Mới kéo sớm nước im là kéo rồi. Hồi nãy giờ lên thấy dính có mười mấy con à. Chứ không nhiều như vậy. Giờ là quá trời rồi. Ôi, cá bự không luôn. Trắng luôn. Trắng này mới ngon. Kiếm khi nào vô được bầy cũng trắng vậy. Này gọi là dính bầy vậy cả nhà. Có một khúc lưới như vậy là dính à. Thả này uống nó đụng đất luôn hay sao mà dính gì vỏ xe gì đây. Ừ, nãy nó kêu em đụng đất luôn à. Dính neo luôn. Lụm được cái neo đó. Lụm được cái neo đi câu luôn. Trắng là ngon ghê chưa. Cá bự bự. Cá này rồi, được cá mình đẻ mấy ba cái gai nó là mình gỡ được rồi. Bẻ vừa vừa thôi anh. Xác mới gỡ được chứ. Lưới mà chứ phải như mấy đâu. Cái này được cái nó có mặt à, cũng dễ gỡ. Gặp lưới ba màng như đây chắc chết. Đây có con đột biến nè. Cái gì? Đột biến nè. Sao đột biến? Đốt màu xanh.
đâu? Xanh xanh lá gì? Xanh xanh lá hả? Vậy giờ xong cái bắt đầu nước rồng nước lớn chảy vô cái lát anh dầm xuống, anh sợ lưới dầm xuống chiều dính tung tích luôn. một công mà được đôi chuyện luôn, dục lưới luôn, dính rác dục luôn. Nước lớn thấy nó chảy gì nó quặn rác nó đi dữ à, bị mấy lần ớn mấy không ba ê gì mày miếng không ạ à? Trời ơi, đằng Thái cũng quá trời luôn kìa, bày mà đi bày. Ôi, nãy nó dính mấy con này trước nè, đây qua rồi mà hả, tốt mẫu không, xanh chanh nè đâu không? Ờ, màu xanh lá, màu xanh kỳ vàng, nó muốn ngã vàng, ngã vàng. Cúc này, cúc này bị bệnh gan Thái ơi, bị vàng da hả? Ừ, bị vàng da con nữa hả? Nè cá đi bày nè, thấy không, chăm chích với nhau nè. Ừ, nó lội, nó lội, nó khua với nhau. Một bầy nó có khi hả hàng trăm con, mấy ông ghe te te vô một cái một cái giỏi thì bữa ông thả ngay bè mình có trăm ký đó. Lâu lâu nó mới đi bầy cả nhà, khi bầy bự bầy nhỏ, chúng bầy bự thì mình ngon. Còn bầy ấy cái đôi đó mà không dính. Con này nó quậy quá. Này cỡ 5-6 kg không anh? Biết. Cỡ xong đi. Thấy một cục này cũng bộn rồi. Thấy nó ngồi bệnh nó cũng mẹ. Con này nó bự. Con này chút chưa cỡ xong bú rồi đi. Được. Xong. Lúc này mình không có đi theo anh Nghĩa quay được nữa cả nhà ơi. Nay mệt mỏi. Lúc này lột miếng không? Trắng. Con này màu vàng màu trắng. Nó hỏi anh sao nó màu vàng mà kêu nó trắng. Mình mới lột vàng này nè. Câu này là câu gì? Câu hỏi hay chứ bộ. Câu này đòi ăn câu gì? Đâu? Hả? Này lột trắng lột vàng. Trắng là nó bị gì cái tướng thì là cái tướng của cục trắng mà sao mà nó bị vàng. Uống rượu nhiều. À nó bị bệnh gan. Hút thuốc nhiều. Con này còn gì vàng hơn con nãy nữa nè. Ừ, xanh xanh luôn à. Ừ, xanh luôn á, còn xanh luôn á. Ừ. Anh dục nó vô anh Thái để nó thèm nhảy xong á. Ừ, không mạnh. Chài không có gom đâu. Chài nó tản đi liền. Này tính ra ngay chỗ khúc lưới thòng nãy của hai thòng ngay chỗ cái bè luôn mà. Không. Nãy thòng đây nè, tại nước lớn nó bê lên. Đây này mai mà có rút. Cái này mà có rút rải xuống vụ nó hả? Nó vô vô quậy luôn. Ghê hơn ký rồi đó, đón đi mấy ký. Nước đục đục này là ngâm là hay đụng nó lắm á. Thở nào không hút thì ngâm đi, mai em ra thả, mai ra thả đi. Nó nặng cái nó rút cái miệng ra luôn. Này cả nhà, nãy giờ thả gỡ được nuôi đây nè. Ký mấy vậy? Ký mấy 2 ký rồi thôi. Nặng lắm. Ừ, cá này nặng. Nặng lắm. Cá này con bự bự không à. Ừ. Cái này là lấy thao đựng là rách chết hết. Chỉ có cái túi này rộng là ngon.
Chứng tỏ có bàn tay em nhúng vô là hên chứ đâu xui phải không? Tính đi vô rồi đó, da gỡ nó dở lên thấy cá quá thì cá. Em nghĩ là kéo được mà tại vì nãy anh không thấy á. Trời dưới hào kéo rách lưới thôi. Có, đây đâu có hào gì. Hào với mấy phi nè. Đó. Nếu mà nãy anh kéo sớm có thể nước đứng nó chưa đi nữa đó. Đi. Đi nhưng mà anh chưa đụng đâu. Thiệt chứ bộ. Không thấy chú giỏi ha, ông thả ông dầm luôn đó anh thấy không? Nước này sao dám dầm? Có ghe ăn mới làm giàu được chứ. Nước này rác không dầm chết luôn. Ta làm cái im thôi. Cho em ngồi cái đi. Quá, ngồi cắn cái bụng quá. Này còn trắng. Khúc đằng đây ốc trắng không? Khúc đó ốc vàng. Chứng tỏ hai bầy ha. Ừ. Nhiều khi nó đi nguyên bầy mà cái lưới anh tới đó nó mới dính nửa bầy à. Còn nửa bầy nó thoát. Này đúng là chứng tỏ hai bầy ốc. Bầy ốc vàng, bầy ốc trắng. Này chuyển sang màu xanh xanh lá đi ha. Đen á, nó đen nè. Ừ. Vàng nhớt. Tụng rồi, cái nổi không? Được. Để mướn đệ ra sách phụ. Ngon lạ. Tới khúc này chắc hết rồi quá. Còn. Còn hả? Khúc này khúc lý chìm mà. Lết. Ê, rớt hả? Không. Lưới dính lưới. Gặn một con trên thì nãy giờ nó treo. Thiếu oxy. Cá này nó quấn gai không à, bởi vì nó cũng không có bị ngợp. Ừ. Nó không bị lưới xiết. Đi lại đây luôn, Thái cầm cái miếng lưới đi lại luôn, đừng buông nha, là nó quật vô bè đó. Có dây mà. Chạy ghê luôn, nước này chạy gì. Đi lại luôn, đi lại đây luôn. Hơn 3kg không? Hơn. Này cho phải hơn, nặng lắm. Cá nào. Đây thùng cá. Dạ, còn có con nào lắm. Chiến tranh nào cũng có chết chóc.
chưa? Có cá nâu nữa ha anh? Con còn. Đẩy chút lên nè. Còn một. Một ghê luôn. Ghê cả nha. Bầy út trắng, bầy út vàng. Trắng nè. Nhìn lựa con nào còn thở. Chờ xuống. Cái số cá bữa trước thì thả nó ăn hết rồi cả nha. Bự không luôn. Cá này về chợ đắt lắm. Bự ghê ha. Lưới thì nó không có mạnh bằng cá câu. Vậy chứ sống hết luôn ha. Mạnh là hết luôn. Có mấy cái con cá nhỏ là nó giống như cái loại cá đó, nó lên là nó chết rồi. Hôm nay mua cái lưới mới thấy giác này đã bán được. Nó có con mấy con lội lội luôn kìa. Bự này đi hả? Ừ. Cắt đi rồi. Thả trôi rồi. Vừa mấy con lại đi lúc đi tăng lên cơ. Nè lụm luôn đi. Nè lụm đi. Để đi. Đến đây Nghĩa xin kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha.